Ok, xin chào các bạn. Bây giờ là 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8 buổi tối. Mình sẽ nói về cái việc đó là ở tempo 120 với cái tiết tấu là 4 nốt một nhịp móc kép hoặc là 3 nốt một nhịp liên ba đơn. Có một số bạn đánh hoài hôm qua, đánh cả tháng trời hôm qua với kỹ thuật alternate picking, kỹ thuật lên xuống. Thì mình sẽ nói rõ ràng về cái lý do đó theo cả nhà. Ok, mình bắt đầu nha. Ok, đầu tiên là cái móc kép đi. Mình sẽ giải thích từng cái cụ thể. Ví dụ như khi mà cái móc kép bạn đánh alternate picking, có nghĩa là lên xuống nè, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Thì mình chú ý là cái phách mạnh nó rơi vô ngay con số 1 đó, thì ngay chỗ này nè, cái pick nó luôn luôn đi xuống. Cứ mỗi lần phách mạnh nó sẽ rơi vô phím xuống 1 2 3 4 xuống, 2 3 4 xuống. Nó rất thuận lợi. Còn cái liên ba thì khác, nó ở trong một cái tư thế ngược, có nghĩa là ba nốt một nhịp, thì bạn sẽ nghe một hai ba, một hai ba, một hai ba, một, đúng không? Một hai ba lên, hai ba xuống, hai ba lên, hai ba xuống, có nghĩa là con số 1 nó rớt vô ngay cái nhịp đó, thì con số 1 lần trước nó sẽ đi xuống, số 1 kế tiếp nó sẽ đi lên, tại vì liên ba nó đặc thù nhất, nó lẻ mà nó bị ngược, một hai ba, một hai ba. Thì chính vì ngay cái phím đi lên này nè, có một số bạn không cảm nhận được. Tại vì sao? Cứ bị thói quen cái việc là đánh xuống mới cảm nhận được 1 2 3 4 1 2 3 4. Ok, còn không sẽ cảm nhận theo cách này. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Không cảm nhận được cái phím đi lên, nó rơi vô cái nhịp. Thì chính vì vậy nó làm cho cái việc nghe nhịp của mình nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Và cái tính liên kết của cái pitch này với ngay cái nhịp đó mình không có nhấn nhá được, mình không có cảm giác là nó không có rơi vô cái phách mạnh, thì ngay cái chỗ đó cái thời gian để cảm nhận một cái nhịp từ số 1 qua số 1 này nó bị sai rồi, để cảm nhận cho cái việc đi xuống, cái pitch đi xuống nó tới 6 nốt lận thì cái thời gian nó lâu hơn, thì lúc đó cái nhịp nó không còn chính xác nữa. Ok, nói điều đó thì mình sẽ hướng dẫn, thì mình sẽ dẫn chứng cụ thể đàng hoàng. Ok, dẫn chứng cụ thể đàng hoàng nha. Ok, đó là có một cái bạn trong lớp mà ai cũng bị, hầu như ai cũng bị. Có nghĩa là không cảm nhận được liên ba 1 2 3 1, nhưng mà phải đánh 6 nốt mới chờ cái phím đi xuống đó mới cảm nhận được, chứ không có cảm nhận được cái phím đi lên. Đây là cái bài mà tụi mình thu ở trên lớp trong cái quá trình học offline. Ok, các bạn nhìn vô cái số các bạn sẽ thấy cái gì? Đó là cái gì? 1 2 3 4 5 6 1, đúng không? Không có cảm nhận được cái tiết tấu liên ba, tới chờ 1 2 3 4 5 6 1 tới con số 1 quay lại của 6 nốt kia mới cảm nhận được ngay lúc này là cái phím nó đi xuống. Chứ nếu giả sử như cảm nhận từ ngay nốt thứ 1 2 3 1 thì cái phím lúc đó nó lên, thì cái độ nhấn nhá nó đã mạnh rồi, thì lúc đó cái sóng nó mới to hơn những cái nốt còn lại được. Nhìn vô 6 nốt là thấy không? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1, nó rõ ràng như vậy. Chỉ có tới khi nào mà cảm nhận cái phím đi xuống mới cảm nhận vô, thì nó sẽ bị trước sau và đóng sai nhịp. Ok, nghe thử nè, nghe thử nó sai nè, mới đầu vô đúng, lát hồi sau sai. 1, 2, 3, 4. Ok, lúc này đúng. Đó, bắt đầu sai rồi đó. Đó, bắt đầu sai kìa. Đó, tại sao? Tại vì không có cảm nhận được cái nhịp rõ ràng nghe cái lúc đầu mà cái người ta hô 1 2 3 1 2 3 4, cái nhịp nhanh mà lại nè. Nhịp nhanh nè. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1. Không có cảm nhận được như vậy. Thì cái việc này nó lý do nguyên nhân của nó là đánh theo thói quen ở một cái phím thuận lợi của cái việc đi xuống, tức là 1 2 3 4 1 2 3 4. Có nghĩa là chỉ có khi nào đánh cái phím đi xuống mới cảm nhận vô được cái phách mạnh đó, thì ngay cái chỗ này nó gây ra khó khăn cho mình rồi. Ok, đó là lý do tại sao một số bạn đánh hoài không qua. Thì cái cách khắc phục ở đây là cái gì? Phải cảm nhận cái nhịp của 1 2 3 1, phím lên phím xuống rõ ràng, 1 2 3 lên hay 3 xuống, 2 3 lên hay 3 xuống, 2 3 lên. Thì chỉ có cái cách đó, chỉ có 1 2 3 lên, 1 2 3 xuống, 2 3 lên, 2 3 xuống, thì nó sẽ rơi vô cái nhịp tốt hơn, thì mức độ cảm nhận của mình nhịp tốt hơn.
thì khi mà cảm nhận được cái nhịp tốt rồi, thí dụ như ở 110, 110, 115 thì nó đẩy giới hạn của mình lên, nó đẩy giới hạn của mình lên cho tới khi nào vượt qua được nó, 120, rồi hơn nữa. Thì chỉ có bám theo cái metronome đó mà cho chính xác thì mình bắt đầu mới vượt qua được. Mà các bạn biết những cái bài này thường ai bị không? Đó là những cái bạn mà đã đánh tốt rồi, đã có một cái bộ ngón trước khi gặp mình là họ đã đánh tốt rồi. Nhưng mà tốt theo kiểu là họ đánh phím xuống nhiều hơn là đánh phím lên. Thì tại sao vậy? Có nghĩa là họ đánh theo thói quen của mình là cứ phết mạnh là phải phím đi xuống. Thế cứ phết mạnh là phím đi xuống, đó là theo thói quen và không có chủ đích. Theo thói quen của tay, còn chủ đích của mình là mình mong muốn là ở chỗ đó mình sẽ đánh được phím lên. Ví dụ như trong một cái câu nào đó, mình có nhiều, có 2-3 sự lựa chọn, có nhiều sự lựa chọn. Có nghĩa là nếu như nốt đầu tiên mình đánh xuống thì nguyên cái hệ thống nốt phía sau đó, cái phím nó sẽ thay đổi nó khác. Còn nếu như cái nốt đầu tiên mình chọn là đánh phím lên thì nguyên cái hệ thống phía sau đó là nó cũng sẽ thay đổi theo cái phím đi lên lúc đầu. Thì mình làm sao mà mình phải đánh được 2-3 sự lựa chọn đó, nghĩa là mình đánh lên cũng được, đánh xuống cũng được, đánh theo chủ đích của cái tâm trí. Thì lúc đó mình mới có cơ hội để thay đổi một cái câu nào đó ở nó khó khăn, mình bị lòng cộng. Thì nếu giả sử như mình giải quyết cái hướng nó không được, đánh phím xuống không được thì mình sẽ đánh phím lên được. Thì lúc đó mình sẽ vượt qua nó thôi. Đó là thói quen.